Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu, rãnh áp thấp có trục giáp qua Bắc Bộ hoạt động yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho tỉnh Long An. Thưa quý vị, trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, đến chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc lên do nước đổ về mưa tại chỗ, dự báo ngày mai 2 tháng 8, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mục Quá là 0,72 m, tại trạm Tân Hưng là 1,30 m, tại trạm Chính Hưng là 1,28 m. Và 1,62 m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Chỉnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 1,22 m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước xuống theo triều. Dự báo ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất ngày mai là 0,90 m, còn ở trạm Bến Lức là 0,94 m. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ và 13 giờ đến 15 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm và chiều cũng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.